Sau hàng Nhật nội địa xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng một chiếc máy massage Nhật nội địa. Đây là một cái đôi ủng thần kỳ các bác nhé. Màu đỏ cực đẹp. Hình thức còn như mới tinh. Toàn bộ mặt này bằng nỉ hết các bác này. Nỉ nhá. Gần như là mới. Gần như mới tinh. Đấy, chưa có cái dấu hiệu của bong chóc hay cái gì cả. Đấy, tình trạng phần ống này của nó còn rất là mới này. Đấy, bên trong vải như mới. Bóp căng đét luôn các bạn nhé. Bóp bằng máy hơi. Đấy, vừa bóp bấm huyệt cực căng luôn. Đấy, những cái máy này dành cho bấm huyệt, bóp chân cực êm. Đấy, các bạn nhìn bóp. Em căng nhận không, tay không đút được vào luôn nhé. Trên máy có 2 bài, 3 bài bóp và 3 cấp độ. Rất dễ sử dụng thôi, tắt bật nguồn này. Đây, một đôi ủng thần kỳ luôn của Nhật nội địa. Cực đẹp như mới tinh. Đấy, đôi ủng quá mỹ mãn luôn. Màu đỏ cực đẹp. Gần như mới tinh chưa dùng. Quá đẹp luôn ạ. Massage chân bằng hơi. Đây, phần vải nỉ này như mới tinh các bạn nhé. Có khóa để kéo xuống khi các bác cho chân vào này. Đấy chưa? Một chút xước sát tíu xíu thôi. Hàng Nhật nội địa, hàng bãi cực đẹp. Phải nói là mỹ mãn. Chiếc này em bán là 2.800.000 các bác nhé. Tặng kèm một cục đổi nguồn. Đây ạ. Con này công suất nhỏ, tặng kèm đổi nguồn nhé. Đấy, các bác nào không lấy đổi nguồn em trừ đi 100. Giá 2.800.000, chưa phí vận chuyển, tặng kèm đổi nguồn. Bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Một đôi ủng bóp chân cực đỉnh luôn. Bấm huyệt cực đẹp. Chào các bác.